Nhiều thằng sáng hôm qua còn đang ngủ để mà đêm còn xem bóng đá đấy chứ học hành gì nhỉ. Ngọc là một điển hình này, nhìn cái mắt mình cứ híp lại kìa đấy, cười. Rồi thì các bạn lưu ý nhá, bây giờ chúng ta vào buổi đi, thầy review lại một chút hôm trước đấy. Thì lắp của chúng ta thì gồm có sang phần cấu kiện bê tông cốt thép, các bạn sẽ có là lắp đặt móng bê tông cốt thép đúc sẵn, được chưa? Các bạn nhớ giúp tôi nhé. Thế thì riêng cái móng bê tông cốt thép đúc sẵn hay là bất cứ cấu kiện nào khác thì tôi rất mong khi các bạn trả lời câu hỏi thi, các bạn nó ra thành 5 cái bước như thầy đã nói, làm được thế là tốt nhất các bạn nhé, làm được như thế là tốt nhất, vì như vậy là bạn sẽ hiểu được bản chất của từng giai đoạn từ trong cái quy trình thi công. Thì tất nhiên nó cũng có một số trường hợp là nó không phân định rõ được cái cố định vĩnh viễn và cố định tạm. Thầy lấy ví dụ chính là cái trường hợp móng của chúng ta, chẳng hạn hôm trước chúng ta nói với nhau ấy, đúng không ạ? Thì khi chúng ta đặt móng xuống dưới thì các bạn bảo ừ thưa thầy là móng đặt xuống dưới nó nặng như vậy, đặt xuống đất như thế rồi nó có dịch đi đâu đâu, để mà em phải cố định tạm, thì cái đấy cũng không sai, đúng không ạ? Thì các bạn hoàn toàn có thể lấy đó lý do tại sao khi tôi đưa ra đây nó là một cái trình tự cấp phép thôi đấy, các bạn nhớ giúp tôi nhé, được chưa? Đấy, lưu ý một chút. Thế tuy nhiên rằng giữa mỗi công tác bạn nên nhớ cho tôi nhé, cái này bao giờ phải lưu ý này, khi nói về quy trình kỹ thuật cái này tuyệt đối không quên, đó là giữa mỗi công tác thì bao giờ chúng ta cũng có cái bước là nghiệm thu, đây là nghiệm thu về mặt kỹ thuật các bạn nhé, chứ không phải nghiệm thu về mặt hồ sơ. Sau này các bạn đi làm sẽ còn có cái nghiệm thu về mặt hồ sơ nữa, nó là một bước trong cái quy trình quản lý chất lượng trên hiện trường đấy. Thế thì đây người ta nói rằng đây là không lệch quá 3 mm đúng không, cái cao trình là 5 mm về tiêu cốt, nhưng buổi hôm trước thầy cũng nói rồi cho như thế này nhưng không có nghĩa là mình sẽ để cho nó lệch đấy các bạn ạ. À, nó hơi khác với thi công toàn khối đấy, vì thi công toàn khối có nhiều vị trí phức tạp quá, tôi thì buộc lòng phải để lệch, buộc lòng thì không đi mình không đi kiểm tra được, thì sau này các bạn hoàn thiện thì bạn xử lý sau đấy. Thế nhưng mà đối với cả thi công lốc ghép thì bạn cứ nhớ giúp tôi rằng là bây giờ hai cái móng mỗi thằng lệch 5 mm lại còn về hai phía khác nhau, thì sau này lắp dầm là hụt mất 10 mm rồi, đúng không? Hụt mất 1 cm rồi đấy. Thế một số bạn bảo là thưa thầy thì em đọc em làm đồ án rồi, em cũng kinh nghiệm đầy mình rồi, thế thì đến lúc lắp dầm cầu chạy lên vai cột chẳng hạn nó lệch 1 mm à 1 cm thì em chèn bản thép vào, thầy bảo ừ thế thì bây giờ em cứ chèn bản thép đi, em biết cái bản thép mà nó dày 1 cm thì nó cỡ nào không đấy. Thì cái này thầy cũng rất mong là các bạn phải lưu ý nhá, được chưa? Thế nên là đây là nói chuyện với nhau để sau này chúng ta đi làm chúng ta đề cao một lần nữa, các bạn hiểu rõ cái sự tính yêu cầu về độ chính xác khi thi công lắp ghép đó, bạn nhớ giúp tôi nhé. Còn một số bạn thì cũng có thể xem cái video, các bạn cũng gặp rất nhiều trường hợp các bạn đi xem rất là nhiều, bạn đi thực tập thực tế đó, hoặc là tôi cũng đã từng đưa một cái nhóm sinh viên đi ra những công trình lắp ghép nhà công nghiệp ở bên Hưng Yên cách đây lâu lâu rồi. Thì các bạn bảo là thầy ơi học thì em thấy rằng là phải đai an toàn rồi thì cần trục, thầy bảo là phải đấu cẩu lắp dựng lên thì phải có dây gió vân vân, mà sao em thấy ra hiện trường thực tế này công nhân ngồi như khỉ ở trên đầu cột, chả có dây an toàn gì cả đấy, chả có đai an toàn, chả có mũ bảo hiểm gì cả, đúng không? Xong rồi thì một cái khung trục 36 mét thế mà em chỉ thấy có một con cầu nó đứng nó lắp đấy. Thì cũng báo cáo các bạn rằng là cái lý thuyết à, những cái gì cơ bản giáo trình là những thứ đã biết từ rất lâu rồi, các thầy bây giờ nó thật là cũng hơi lười không chịu viết sách lại à, thế nên là có những cái lưu ý là nhắc các bạn trong quá trình chúng ta học tập đây này, thì các bạn nốt lại cho tôi. Ví dụ như thầy nói rằng năng suất máy bây giờ thay đổi rất là nhiều đấy, chúng ta hoàn toàn có đủ kinh tế đủ tài chính để các doanh nghiệp có đủ kinh tế đủ tài chính để người ta nhập về những cái máy có công suất lớn hơn, ứng dụng cho những cái quy mô công trình lớn hơn. Và tất nhiên là nó đi kèm với nó là giá thành tăng, nhưng ở đây chúng ta không bàn về giá, được chưa? Thế thì khi chúng ta đưa máy lớn hơn về thì hoàn toàn chúng ta có thể cho thi công dưới những cái điều kiện phức tạp hơn đấy, và cái sự so sánh của các bạn như thế là tốt đấy chưa? Tôi rất mong là các bạn có cái sự so sánh đấy để các bạn có thể đặt câu hỏi ngược về phía tôi, như thế thì chúng ta mới trao đổi với nhau và các bạn sẽ thấy rằng kiến thức nó rất đơn giản, được không ạ? Đấy, thế chứ còn đừng học thuộc lòng, thì những cái này các bạn học thuộc lòng đi ra ngoài chắc gì nó đã đúng thật. Đây này thầy, các thầy dạy bao giờ dùng hai máy kinh vĩ này, nhưng thưa các em là bây giờ kể cả chỉ huy không không có mặt cái thì chắc rằng một ông trắc địa một ông trắc đạt ông phát một máy đi ông làm vị trí khác ngay để ông ý làm sao hoàn thành khối lượng công việc nó nhanh hơn, đúng không? Và ai cũng biết rằng cái này là không đúng đó,
Hoặc là ví như là chuông vào giờ là 9:25 chẳng hạn, mà tới ngoài 9:35 mới 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 mới, mới mở camera ra nói đúng không? Về mặt tình cảm thì bảo là để chờ sinh viên vào giờ, xong rồi thì trả tiền là để thầy ngồi thầy dạy lý thuyết cơ mà, chứ không phải thầy ngồi thì mở nhạc cho sinh viên nghe, để rồi có ông kêu là quả nhạc cháy quá thầy ơi. Ừ đấy. Thế nhưng mà bây giờ về mặt phương pháp chẳng hạn, nó không mở nhạc cho các ông thì liệu các ông có tập trung không nghe không, đúng không? Đấy, hoặc có mấy thằng nó đang ngủ chẳng hạn thì cho quả nhạc bốc bốc tí để cho nó dậy đúng không ạ? Ừ, nó dậy nó tỉnh được mấy phút xong thấy thầy bắt đầu mở ra lắp bóng, ui cái này cái điều có rồi lại ngủ tiếp đúng không? Ở đấy ví dụ tất cả cái đấy để con thấy rằng bao giờ nó có cái sự xê dịch đấy, mà cái độ chênh này thì dân kỹ thuật anh em mình là, và các bạn là dân kỹ thuật anh em mình sống vui lắm đúng không? Đấy nhá. Rồi thế thì quay lại một tí bài học đấy, cái câu hỏi có thắc mắc là à đấy cái việc thợ trèo lên đỉnh cột ngồi các thầy dạy thì nó có dàn giáo an toàn, có lan can an toàn, thang công tác bắc lên thì sao em thấy thợ cứ trèo như khỉ như thế, thì cũng đúng thôi các bạn, là làm như vậy là người ta làm sai. Nhưng mà bây giờ có nên bắt lỗi không, bởi người ta làm sai thì như người ta mang lại cho mình cái tiến độ đúng không? Đấy thì lúc đấy nó lại là một câu chuyện backdoor, một câu chuyện cửa sau đó. Và khi đấy thì các bạn là vai trò của cái người chúng ta là cán bộ kỹ thuật đứng trực tiếp tại hiện trường. Thầy đang nói với tư cách chúng ta làm nhà thầu đã, vì thưa các bạn là tôi xuất phát điểm từ hồi sinh viên các bạn là tôi chơi với nhà thầu rất là nhiều trước đã. Sinh viên là mình dùng từ chơi rồi nhé, chưa dùng từ làm. Chơi đã, thì đứng trên vai trò của nhà thầu mình cứ nói trước. Bởi vì có hai cái ông mà trực tiếp coi như là đụng chạm vào kỹ thuật nhiều nhất các bạn là nhà thầu và giám sát. Nhà thầu làm trực tiếp hơn nhiều. Thầu chính thầu phụ tôi chưa bàn. Đấy, chứ tư vấn giám sát thì các bạn bây giờ các bạn ra trường các bạn xin đi làm tư vấn giám sát, nhưng mà xét về kinh nghiệm là các bạn biết gì đâu mà tư vấn giám sát, cũng chỉ đứng coi như là cầm cái quy trình và bắt bẻ nhau thôi đấy đúng không? Nên là mình cũng lưu ý nhé, thì đây là như thầy đã nói bao giờ nó cũng phải có khoảng hở cho người ta thở đấy chứ đó. Thì khi mình là cán bộ kỹ thuật mình đứng ở hiện trường như thế, mình là người quan sát mình thấy nguy hiểm mình nhắc thợ, và mình phải biết đó là nguy hiểm trước đã. Nếu các ông bây giờ không làm công sao biết nó nguy hiểm được, đúng thế không ạ? Cái thằng mà kêu em sợ độ cao, nhưng trước giờ em trèo lên cao, thế thì cái sợ đấy là một sợ vô lý, còn nó đứng trên cao rồi mà nó vẫn sợ, ok đấy là một cái nỗi sợ có cơ sở. Và khi ông đã đứng ở trên rồi mới biết là làm thế nào để mà có cái phương pháp bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình và an toàn cho những người xung quanh, cho người thật, thì khi đấy ông mới lập được cái biện pháp thi công trên cao nó hợp lý chứ. Cái đồ án tốt nghiệp các bạn là một điển hình đấy, các bạn đưa ra những cái về kỹ thuật nhưng mà đây là kỹ thuật suông, còn anh đứng ở mép công trình đi anh sẽ biết ngay đó. Đấy, đây là thầy nhắc cho các bạn. Còn bây giờ các bạn bảo ừ nhiều ông thì cũng lý sự với tôi lắm, có một lớp lớp tôi có một lớp tôi dạy các bạn đi nghe đấy, nó lý sự hay lắm, thầy thích lý sự cái đấy. Thầy ơi thế em bây giờ tình hình là điều kiện khách quan dịch Covid không ra hiện trường để thực tập được thì em không làm được như thầy nói. Thầy bảo ừ thế thì mày nghĩ xem, mày đứng ra trên lên sân thượng nhà mày ấy, trèo lên cao không cần nhiều, nhà bạn bảo nhà em không có tầng 2 tầng 3 các bạn trèo lên mái nhà các bạn rồi không trèo lên được không đã. Đấy cứ hình dung các bạn đứng ở trên mép nóc nhà của bạn đi, có thấy sợ không, có thấy ghê không? Tại sao trường mình tự nhiên phải làm mấy cái song sắt ở trên tầng 3 à tầng 4 tầng 5 tầng 6 của nhà hát một đúng không? Sinh viên công nhiều thằng cũng ngáo ngáo đâu trèo lên lan can ngồi nguy hiểm quá đấy, tưởng tượng như vậy đã thấy nó sâu sát hơn chưa, đừng có nghĩ đến công trình nó là cái gì xa xôi cả đúng không ạ? Đi ra đường bây giờ đứng ở sát mép đường mà cái xe buýt nó chạy ra chạy vào có thấy ghê không, thế thì đứng ở trên hiện trường cái con cẩu nó chạy sát vào mình có thấy ghê không, đúng không ạ? Thì đấy mình suy nghĩ như vậy thì sau này mình mới lập biện pháp được, đặt mình vào vị trí làm việc, thì đấy cũng là cái cách mà thầy cũng muốn nói các bạn là tại sao để chúng ta hiểu bài được, tại sao mà để cho cái câu trả lời đồ án các bạn nó không bị sáo rỗng. Đấy, thay vì phải nghĩ trong đầu xem là cái này tài liệu viết thế nào thì hãy nghĩ trong đầu là nếu như mình đứng ở vị trí đấy thực tế thì mình sẽ xử lý tình huống như nào và mình cần những cái gì để xử lý tình huống đấy. Thì thưa các bạn đó mới chính là kỹ thuật thi công. Đấy, hôm nay buổi cuối thì một lần nữa nhắc lại cho các bạn như thế nhé. Thế quay lại để bạn nhìn này đấy. Thì rõ ràng là khi bạn lắp một công trình thì bao giờ bạn thấy một cái móng hay bất cứ mấy cột nào đúng không? Thì thông thường chúng ta phải phát triển từ một đầu của công trình và phát triển dọc nó ra. Đúng không em?
Cái bầy ở giữa công trình trước, nếu mà công trình nó rộng thì không nói, anh có giao thông di chuyển xung quanh thì không nói. Nhưng các bạn làm đồ án tổ chức rồi các bạn biết, có những bạn là mặt bằng rất là chật, rất là hẹp, đúng không ạ? Anh mà phát triển từ giữa ra thì hết mất đường thi công rồi, à đường đường giao thông rồi, đúng không? Thế nên thông thường là chúng ta xem sao ạ? Giống như đi cày ruộng đấy, cày từ một đầu, phát triển hết toàn bộ cái mặt bằng, đúng không ạ? Đó thì các bạn giữ lưu ý nhá. Đấy. Cái trình tự lắp ghép của nó như vậy này, cái công tách ra móng đặt xuống, đúng không? Thì trường hợp này có thể là không phân biệt cố định định viện cụ thể ra đó, được chưa? Đến lắp ghép cột này đấy, đúng không? Ba phương pháp đúng không, trong đó chủ yếu chúng ta dùng là kéo lê và quay nhé. Kéo lê quay ở Việt Nam mình nói thôi. Cái cột bây giờ bạn nhìn rất nhiều video đấy, ông nhấc bổng hết lên đúng không, ông sẽ có cái thao tác để ông sẽ có cái thao tác quay cột đúng không, khi mà ông dựng từ từ vị trí tập kết nhá. Có hai cái phương án về vận chuyển đấy, một là đưa trực tiếp từ phương tiện vận chuyển, hai là ông tập kết trên bãi, tập kết trên bãi tạm trên hiện trường đấy, đúng không? Thì đấy, cái lê và cái phương pháp lê và phương pháp quay đúng không? Đó, thì bạn nhìn này, cái hình này nó thể hiện rất rõ khi ông thể hiện ông thi công xuống như nào này, đúng chưa? Hạ chân cột xuống đúng không? Trong cái giai đoạn cuối đấy thì là nâng bổng. Có thể tiến hành căn chỉnh chiều cao cột bằng cách là gì? Đặt con kê ở dưới chân cột. Hoặc trải vào đây một cái lớp vữa lót, lớp bê tông lót đấy, đúng không? Xong tùy vào loại con kê bạn sử dụng thì có thể đổ bê tông thành hai lượt hoặc đổ bê tông một đợt, đúng không? Thế thì cái vai trò căn chỉnh cố định tạm ở đây thực hiện thể để thể hiện qua cái gì? Thứ nhất thể hiện qua cái hệ thống nêm này, thứ hai là thể hiện qua hệ thống răng này, đúng không? Đây là răng chéo này, răng chéo của cột này, đây là răng hai cột với nhau này, đúng không? Đấy. Đây là dùng đai, đai để ôm cột này, để răng xuống mặt đất này, đúng chưa? Hoặc là răng vào những cái quai treo của cái móng bên cạnh, đúng không? Đấy thì bạn lưu ý cho tôi nhé. Và cái răng cột này thì người ta nói là nên giữ giữ vì sau này có thể là gì ạ? À, cái bê tông ở đây nó chưa đạt đủ cường độ. Ông nào lắp nhanh ông lại còn đưa cả cái dàn mái lên nữa. Thế thì khi nào tháo cái răng này? À, khi ông lắp cái dầm cầu chạy, và cái dầm cầu chạy nó đóng vai trò là cái răng nữa, đúng không? Thì ông tháo được, đúng không ạ? Những cái đấy nó rất đơn giản nhé, các bạn lưu ý giúp tôi, được chưa? Đấy. À, cái này có một số tài liệu người ta nói rằng là lên đến tận 70% cường độ nhé, được chưa? Thật ra tôi thấy là 50% là biết được rồi. Để giúp tôi. Đây, đấy, vẫn bê tông lót đây, đúng không? Đấy, nhìn rất rõ. Lắp ghép dòng cầu chạy, đúng không? Dòng cầu chạy thì chắc chắn là nâng bổng rồi, được chưa? Đấy. Cổ đông thì hôm trước thầy có nói các bạn là phải lưu ý cái hình này nhé các bạn nhé. Thì cái lớp vữa ở đây người ta sẽ đổ cuối cùng này, cái phần vữa sụp người ta sẽ đổ cuối cùng. Đó là nhớ giúp tôi. Liên kết đây, cái dầm cầu chạy sẽ được liên kết với cột bởi cái bản ở vai cột và một cái bản ở trên đỉnh cột, à, cái phần cột ở đây số 7 đây. Đấy, chôn sẵn vào nhé. Đúng chưa? Thế thì nếu như là dầm cầu chạy trong nhà công nghiệp thì thường chỗ này người ta sẽ có thêm cái lớp đệm, bởi sau này cái cầu trục nó chạy nó có thể gặp ra quán tính, nó rung, nó lắc, và kết cấu bê tông để va đập trực tiếp vào nhau thì ma sát sẽ làm sứt mẻ, làm ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu, đúng không? Cái này mình lưu ý một tí nhé, được chưa? Đấy, dây đây, dây này cũng phải chú ý nhá, bạn lưu ý giúp tôi nhá. Dây này phải bảo dưỡng đó, nhưng mà cái đấy thì trong quá trình gọi là vận hành sau này của công trình rồi thì trong cái phần quy trình kỹ thuật lắp đặt thì mình không đề cập đến. Nhưng à, dưới này thì nó có một cái số cái quan điểm người ta cũng nói rằng là gì ạ? À, dưới cái lớp dây này này đấy, thì người ta cũng thêm một cái lớp đệm để giảm chấn trong cái quá trình là cầu trục nó chạy, được chưa? Đấy, sẽ có những vị trí ta chèn cái đệm vào, cái này mình cũng lưu ý nhé. Lắp ghép dầm mái hoặc là dàn mái, đúng không ạ? Thì đối với cái dầm mái dàn mái thì thầy muốn các em chú ý đến cái việc là đây, răng liên kết cái dàn lại như thế nào, đúng không? Đấy. Thế thì khi mà chúng ta lắp đặt cái dàn đầu hồi thì cái dàn đầu tiên này này, đấy, thì bảo là để cân trục giữ thì cũng được, bởi vì nó phải làm sao, nó phải giải phóng, ông phải giải phóng cân trục thì mới lắp được cái dàn thứ hai, đúng không? Thì riêng cái dàn đầu tiên các bạn nhìn người ta vẽ rất rõ này, người ta nói rất rõ với em là đưa lên thì phải giằng nó lại đây, nhìn thấy chưa? Giằng cái dàn đầu tiên là đấy, đây là một điểm giằng này, nhìn rất kỹ cái mặt cắt này, cái chỗ thành con tròn đây này đấy nhá, xong rồi sửa đoán. Cái điểm giằng thứ hai đây này là cái phần đỉnh cột đây này đấy, thấy chưa? Điểm giằng thứ hai là cái đỉnh cột đây này,
mà anh nào xem lại bài ở cái chương 2 phần khung dẫn thầy đã đưa cái hình này vào rồi, và đến phần này phần lắp các dàn máy đây lại đưa lại cái hình này vào. Thế tại sao các bạn bảo tôi nói nhanh được, vì thực ra là cái phần khung dẫn này đã nói rất kỹ ở chương 2 rồi đúng không? Chúng ta dành 2 buổi để nói về cái chương đầu tiên, chương chương số 2. Thì bây giờ các bạn mở ra xem lại phần đấy nhé. Đây khung dẫn theo khung dẫn theo mấy phương ạ? Theo một phương đúng không? Thế này nó chỉ khóa chuyển động chuẩn bị của cái dàn theo phương tôi đang đặt thôi, còn vẫn cho cái dàn dịch cho cái phương còn lại đúng không? Bởi vì ta phải căn chỉnh 2 đầu cột. Cái này bạn lưu ý nhé đúng không? Thì tất nhiên là các bạn bảo là thầy ơi thì em xem một số video em thấy người ta đặt cái dàn này lên đỉnh cột, người ta có cần gì khung dẫn này đâu. Thì báo cáo các bạn tôi cũng vừa nói rồi đúng không ạ, khi mấy cần trục bạn đủ khỏe để nó giữ cái dàn thì người thợ sẽ tiến hành căn chỉnh, không cần phải sử dụng khung dẫn. Khung dẫn là chỉ để hỗ trợ đúng không, hỗ trợ định hướng, hỗ trợ điều chỉnh. Thì khi mà con cần trục nó không đủ khỏe, nó không đủ hiện đại để mà thực hiện được những cái thao tác có tính chất là tinh chỉnh cao, thì buộc là tôi làm sao, tôi chỉ để cái cần trục đấy để nó giữ thôi, giữ cho tải trọng thôi. Còn lúc những cái bước tinh chỉnh này thì tôi phải sử dụng cái hệ bitmap đây, cái khung dẫn này để kẹp vào tôi chỉnh đúng không? Thì có thằng này thì rất tốt đấy, có thằng này thì chỉnh rất dễ, rất sướng, được chưa? Báo các bạn là thế ạ. Đấy. Thế còn bây giờ cần trục nó khỏe rồi, thế các em ông giữ vào ông đặt đấy, các bạn xem cái video hôm trước đấy, nó có cái thép chờ như thế này đúng không? Thế thì trên 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 cái phần cái sống này này, đấy, cái thanh đứng này của cái dàn này, tôi đặt một cái đây, tôi thiết kế đây, tôi để cái rãnh ở đây, để cái rãnh ở đây. Đấy. Thép nó trượt đúng một cái rãnh này đúng không? Tôi lấy cái tấm các tôi ốp ngược ra bên ngoài, hàn lại trực tiếp xong. Đấy cũng là một cách. Đúng không? Đấy, thì có rất nhiều phương án hiện đại mới bây giờ các bạn nhé. Đây cũng chỉ là một trong số các cái phương pháp thôi. Để người ta nói từ có thể dùng chứ không phải là bắt buộc dùng. Được không ạ? Tại sao thầy lại nói là không bắt buộc? Để báo cáo các bạn là bây giờ cái khung dẫn này thường là thợ có thể tự chế được. Ông vác đi vác lại giữa các công trường, những cái tự chế đấy thì ai là cái người kiểm định chất lượng? Nó hỏng hóc, nó cong vênh. Các bạn X9, X10 là giai đoạn các bạn thực tập công nhân là các bạn có được lắp giáo không? Học thực tập công nhân các bạn có lắp Có giáo không? Có đúng không? Lắp giáo nhiều khi thấy nó không khớp, nó không vào được đúng không ạ? Có nhớ lại cảm giác không? Cả lớp mình nhớ lại cái những cái buổi thực tập đấy nào? Có đúng không ạ? tay chúng em mát lắm, lắp Tay chuẩn chúng em hết. mát là như thế nào? Ừ, lắp được hết, nhưng tôi hỏi là lắp độ chính xác nó có vào dễ dàng không? Hay là các ông cũng phải gồng lên rồi nhiều thằng là mím môi mím lợi để mà vặn cái mắt kích, xong rồi cầm búa để đập cho giáo nó khớp với nhau, xong rồi các ông đánh thăng bằng, ông có thấy là nó đơn giản không, hay là thấy nó cũng mất đến 30 phút đồng hồ mới đánh thăng bằng được, hay là không đánh thăng bằng luôn hả? Có đánh á. Các bạn nên nhớ cho tôi nhé, các bạn thực tập đấy nếu mà đạt trên thang điểm 10 mà thực sự để gọi là chuẩn chỉnh ấy thì các bạn làm chỉ 4 đến 5 thôi. Tất nhiên là nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái yếu tố mà chúng ta muốn đề cập đến đây này, khi đang đang thầy muốn lấy làm ví dụ đây này, là do cái chúng ta luân chuyển vật tư rất là nhiều. Nó bị cong vênh, nó bị sai lệch về kích thước. Nó dẫn đến là cái hình dạng nó khó để lắp ghép cho nó khớp vào với nhau được. Đúng không? Đấy. Rồi cái thứ hai với các bạn là một nguyên nhân nữa là ông các bạn mới làm theo cái hình thức là cho hoàn thành khối lượng thôi, chứ không phải làm để cho đi thi Olympic đúng không? Chứ ví dụ thầy Hòa thì giao cho các bạn là đánh thăng bằng cái nivô nhưng mà ở cốt là 2,5 m, các bạn đánh thăng bằng 2 đầu khác nhau nhé, còn đánh thăng bằng với 2,5 m khác nhau đúng không? Cho công đánh thăng bằng xong tôi bảo bây giờ cứ để nguyên tới 30 phút nữa tôi mới kiểm tra thôi. Thế thì người đi lại, chính các bạn là người đi lại, cứ mỗi lần chỉnh một tí đến lúc kiểm tra chắc chắn nó lệch. Thì đấy là câu chuyện thi công lắp ghép thực tế ngoài hiện trường đấy các em ạ. Đấy. Nên đấy mới là cái khó. Thầy không biết là lúc bạn nào bạn nói với thầy rằng là bọn em mát tay lắm, nhưng câu đấy là câu ở mức các bạn đùa tôi hay là thực sự các bạn có cái suy nghĩ là làm như vậy là được rồi. Thì nếu là câu đấy đùa thì thầy cũng vui vẻ thôi đúng không? Hôm nay mát rồi. Nhưng nếu như các bạn đem cái tư tưởng đấy đi làm ấy mà chỉ gọi là hoàn thành khối lượng ấy thì vô cùng nguy hiểm các em nhé. Thì sau này người ta trả tiền các em không phải chỉ để đơn giản là hoàn thành khối lượng đâu, mà là hoàn thành khối lượng nhưng mà đạt tiêu chuẩn. Mà chuẩn này là chuẩn của doanh nghiệp đưa ra chứ không phải tiêu chuẩn Việt Nam.
chúng ta thẳng thắn với nhau đi, là tiêu chuẩn Việt Nam vẫn còn nhiều kẽ hở lắm. Thế nên tư vấn giám sát mới vặt được nhà thầu nhá, báo cáo của anh là thế rồi. Được chưa? Đây cố định tạm đây. Thế thì khi có cái dàn, à, xin lỗi bạn, khi có cái dàn đầu tiên rồi đúng không, thì người ta nói đây cái dàn thứ hai đây, thì trong quá trình đưa lên thì thầy cũng mới nói rồi đúng không, là chúng ta bắt đầu đối với dàn bê tông thì có một cái dàn ngang đúng chưa, đây dàn ngang đây đấy, bạn nhìn thấy chưa, nó liên kết vào, liên kết sẵn vào cái dàn tiếp theo. Thế khi đã đặt được cái dàn thứ hai lên đỉnh cột rồi, nhắc lại một lần nữa, dàn thứ hai phải nằm yên vị trên đỉnh cột rồi, phải liên kết tạm với đỉnh cột rồi thì mới tiến hành kéo cái dàn này, cái dàn này lên để liên kết nó với cái dàn đầu tiên, với cái dàn đầu tiên đấy. Và cái lúc này mà liên kết mà đưa lên mà nó không vào được đúng cái khớp chờ ở cái dàn đầu tiên thì là ăn đòn. Mình dùng ra sự phức tạp chưa, đúng chưa đó nhá. Thì khi có cái dàn liên kết này rồi, bạn nhìn này đấy, cái hình B này này đấy. Thì làm sao con cần trục lúc này mới giải phóng cái cần trục, nó mới tháo hết tất cả những cái điểm móc, điểm treo buộc trên cái dàn thứ hai này đúng không, đấy tiến hành lắp sang cái dàn thứ ba. Khi lắp dàn thứ ba rồi thì mới ra sao, xong cái dàn thứ ba đặt lên rồi thì lại mới bắt đầu lắp ghép cái tấm panel mái giữa dàn một và dàn hai đấy. Quy trình nó rất rõ, hình dung thấy giúp tôi nhá, được chưa rồi. Thế bây giờ sang lắp ghép tấm sàn, tấm panel, tấm tường là buổi hôm nay này. Công tác chuẩn bị cũng tương tự này, các bạn nhìn này đấy, đây là cái xe vận chuyển đến đúng không, và bạn nào tinh mắt bạn nhìn thấy này đấy, ở đây nó đặt những cái điểm kê này, quan trọng nhất là tất cả những cái điểm kê này phải thẳng hàng với nhau. Đây thưa các anh nhìn thấy cái con kê chưa, hàng chưa, rồi cái nó đặt thẳng như còn do thầy vẽ méo thôi nhá, đấy nhìn thấy chưa. Đặt lệch nhau là phát sinh ứng suất bất lợi trong cái tấm panel này đấy đúng không. Nhưng mà đây ở đa phần panel bây giờ nó chỉ đổ phần bản dưới thôi, đưa lên trên thì đằng nào thì ông sẽ liên kết cả dầm lại, ông đổ sau. Một quá trình cấu lắp này, đây là phương pháp gì ạ, nâng bổng đúng không, mà bạn nhìn này đấy, cũng có một cái dây gió này rất rõ ràng đúng chưa. Thế thì 5 chữ M kiểm tra, trong đó chữ M về vật tư vật liệu thì bạn có đấy đúng không, kiểm tra một lần nữa kích thước, hình dáng, tiết diện đúng không, chi tiết chôn sẵn vân vân đúng chưa. Ngoài ra đấy, anh phải kiểm tra về chất lượng, kiểm tra thông qua gì ạ, thông qua hồ sơ quản lý chất lượng gồm có biên bản về mác bê tông, biên bản về thí nghiệm đúng không đấy. Các bạn chú ý nhá, được. Cái chi tiết định vị là cái này là cũng hay bị mất lắm này đấy. Rồi thế thì bây giờ đối với các cái tấm sàn bê tông thì các bạn nhìn này, đây nó có một số cái loại sàn thông dụng và nó phân được tiết diện. Thứ nhất là tấm sàn đặc này, được chưa đấy, trong đồ án chúng ta hay dùng là tấm đặc, tấm truyền thống. Cái thứ hai là tấm sàn rỗng đấy. Thứ ba là gì ạ, tiếng Anh nó gọi là double T, và nhìn tiết diện là hai chữ T để cạnh nhau này đúng không, và tấm này là tấm single T, thế là tiết diện một chữ T đúng không đấy. Tấm này Việt Nam mình hay gọi là tấm chữ pi đấy, chữ pi biết không, học toán suốt rồi đúng không, chữ pi đúng không đấy. Đấy. Tiếng Anh thì không gọi là pi, gọi là T đúng không, nghe hay hơn. Thế thì đấy, thường thì người ta sẽ sử dụng chùm dây cẩu hoặc đòn treo đúng không đó. Anh nhìn lại cái hình đầu tiên mà thầy để bạn nào nhỏ tinh ý này, cái hình đầu tiên mà tôi để khi dạy cái chương này, nó tấm sàn này đó, anh nhìn thấy không, đây là cái móc sắt trên cái tấm sàn này đúng không. Đấy, cái quai sắt đây, cái loại quai này sau này người ta sẽ chám vữa bê tông vào đây thôi đó. Thì chế tạo nó gọi là tinh xảo hơn một chút, còn anh nào mà để cái quai lộ lên thì sau này người ta đập bằng hoặc là người ta cắt bỏ. Mà thợ mình thì thích cắt bỏ lắm, tại vì cắt coi như là mắt nhắm mắt mở cái là ông đút túi, túi về là có được bát cháo không đúng không. Đấy, nhìn đây đấy, những cái tấm đây, tấm panel tường thì đây trông như thế này này. Công tác chuẩn bị lắp các tấm sàn đúng không, thì một lần nữa trước khi các bạn kiểm tra lại cho tôi nhé, cái này thì không nhắc lại nữa được chưa. Đến giai đoạn lắp ghép đấy, đây treo buộc đây đấy đúng không, nói chung của tôi, chỗ này bây giờ nói chung với chị quy trình của tôi nhá, được chưa? Các bạn có thể tự tách ra thành các cái bước treo buộc riêng đúng không, tổ lắp riêng. Thì nếu giả sử treo buộc rồi thì một lần nữa chúng ta sẽ sử dụng thiết bị treo buộc phù hợp như thế nào, thì chính là cái đồ án các bạn đã tính toán rồi đúng không, chém gió ra được không, chém được chứ. Là thiết bị treo buộc thì gồm có cái gì nào, gồm có dây cáp đúng không ạ,
JCAP cần lưu ý cái gì? Thế mà lại gạch đầu dòng viết 3-4 cái gạch đầu dòng của chương 2 ra. Đúng chưa? JCAP phải được bôi trơn, phải được kiểm định đúng không? Anh nào thừa thời gian viết một tí vẽ cái cấu tạo JCAP ra. Đấy, đấy là cách để ông thể hiện ông hiểu bài đấy. Đúng chưa? Thế là đi thi môn này thầy nói thật với các bạn chỉ cần học chương 2, 3, 4 thôi, còn đi thi hết tất cả các trường còn lại. Học đúng chương 2, 3, 4 thôi. Gia cường thế nào, nó gia công thế nào, vân vân. Có hết rồi, đến đây thì bốc từng thứ một ra chém loại rồi. Đó, nhé. Rồi thì cái phương pháp treo buộc ở đây ngoài cái dùng móc quai ra đúng không? Dùng dây cáp, dây cẩu ra thì bạn có thể dùng tay ma sát không? Dùng được. Dùng đòn treo được không ạ? Hoàn toàn có thể dùng đòn treo. Được, nhé các bạn nhé. Đấy. Thế thì quá trình cẩu lắp là phương pháp cẩu lắp thì đơn giản thôi. Nâng bổng. Đối với tấm sàn là nâng bổng. Thì lại có hai cái hình thức, một là nâng trực tiếp từ xe vận chuyển, hai là nâng từ các bãi tập kết, đúng chưa, không thay đổi nhiều. Thế người ta có nói là này, thì trước khi đặt cái tấm sàn vào dầm thì người ta sẽ kiểm tra cao trình một lần nữa đúng không, đấy, và hoàn toàn có thể là váng vào đó một cái lớp vữa dày khoảng 1 đến 2 phân nữa. Đấy, nhưng mà thường người ta làm một phân thôi, một phân là cũng nhiều rồi, tốn rồi đấy các bạn nhé, được chưa. Thứ nhất nó là cái điểm liên kết, thứ hai là một hình thức để ta căn chỉnh là cao trình rồi nhé, cố định hẳn các tấm sàn và tường chịu lực bằng cách là hàn các chi tiết chôn sẵn, đúng không? Nếu như chỗ này bạn chọn phương án hàn thì đây là mùi nối khô đúng không, hoặc đây như các bạn thấy đây người ta làm như thế này. Ừ. Đây với cái loại mà người ta đặt sẵn thép chờ ở trên như thế này thì chắc chắn là đây là mùi nước sau này rồi. Và mùi nước ướt thì chúng sao à, nó sẽ do sản phẩm trong bề mặt láng nó phẳng không phân biệt khác nhiều so với cả sản phẩm bê tông cốt thép của Hàn Quốc, nhưng ngược lại chúng ta sẽ mất thời gian để chờ cho vữa bê tông đạt cường độ các bạn nhé, được chưa. Mà cái việc mà các bạn liên kết bê tông thì đôi khi chúng ta có thể ra được những cái sản phẩm là cuối cùng là các cái phòng, các cái tầng nó cách âm với nhau. Đổ bê tông được cái là cách âm cách nhiệt tốt lắm, chứ còn hàn thì không giải quyết được, được chưa. Thì người ta cũng nói các bạn này là cái tấm đầu tiên thì thợ có thể đứng trên giáo bắc giáo và mà đứng đúng không, nhưng mà cái ưu điểm của mắc ép là gì, đưa vào sử dụng ngay được nó, cái sau khi xong cái tấm đầu tiên thì thợ sẽ đứng ở trên cái tấm đấy để bắt đầu gia công những cái hàn để bắt đầu thi công những cái tấm tiếp theo đúng không, thế là bớt được cái chi phí kết cấu tạm là vì thế. Các bạn làm toàn khối thì cả dưới cái sàn này là phải đầy đủ hệ giáo rồi, đúng chưa. Đây các bạn nhìn này, đấy thợ người ta đứng ở trên những cái phần đã hoàn thành rồi để người ta triển khai các bước tiếp theo. Bạn nhìn ở bên dưới nhá, cái hình này phải rất lưu ý này, đấy này nói sang tấm tường bạn nhìn thấy không, cái hệ giằng tường là vẫn còn này, giằng chống cho tường là vẫn còn này, đấy đến khi tất cả cái tấm sàn đặt vào xong rồi thì gọi là khóa được kết cấu, thì lúc này mới sau đấy mới ra rút những cái chống xiên của tường ra sau nhá. Cái này phải nhìn cái hình này phải rất lưu ý này. Đối với các cái tấm mái thì tông cốt thép đó thì các bạn có thể chụp lại cái hình này để mình có thêm kiến thức thôi, chứ còn tôi biết đoán môn học ông có làm theo phương án này đâu đúng không, thì ông không đi đến chi tiết như này đấy. Như ông nhìn này, đây là những cái tấm hollow này đấy, các bạn làm thì là tấm hai chân rồi đúng không, đặt nó tương tự thôi đấy. Thế thì một trong những cái quy trình thì nó tương tự nhé, nó giống như cái tấm sàn bê tông cốt thép nhé. Đấy, thì nói thêm về cái liên kết giữa tấm panel và cái dàn mái hoặc là cái dầm mái của các em. Mình làm đồ án mình có biết cái liên kết này như nào không? Liên kết giữa tấm panel mái và dàn. Hoặc là tấm tường, các bạn liên kết cái tấm panel tường vào cái cột của các bạn bằng cách nào? Nói thử thầy nghe nào, anh nói thử thầy. Nào nói trường hợp panel mái trước đi. Đặt tên rồi à? Anh nên nhớ rằng là cái dàn của anh và cái dầm của anh là nó nghiêng, nó có độ rộng đúng không? Đấy. Nguyên tắc lắp đặt tấm mái đây các bạn đọc tài liệu, chắc là thời điểm này các bạn làm là nhanh hơn lý thuyết rồi đúng không? Các bạn bao giờ cũng nói rồi. Đối với dàn thép thì khi gác panel lên thì bắt buộc phải gác làm sao? Lần lượt từ hạ là lần lượt làm sao? À, xin lỗi em, gác đồng thời từ hai phía vào đúng không? Hôm trước thì nói là do cái dàn thép nó mỏng, độ mảnh lớn, nên nếu như chất tải lệch một bên thì rất dễ bị lật công trình
bị cong vênh cái dàn mái, nhưng đối với trường hợp dàn bê tông cốt thép nó cứng hơn, người ta cho phép là gì ạ? Lắp các tấm panel từ một phía, không bắt buộc phải lắp từ hai phía lắp vào, đúng không? Thế nhưng mà liên kết kiểu gì? Lấy hồ lấy băng dính để dán cái panel này lên dàn mái à? Không phải đúng không? Thì cũng có rất nhiều cách thưa các em. Một là trên cái dàn này này, người ta có những cái thép chờ sẵn như này, đúng không? Thì khi mà đặt hàng cái tấm panel panel mái thì chỗ này nó có gì ạ? Nó có cái lỗ chờ, đúng không? Đặt xuống những cái thép chờ nó xuyên qua lỗ chờ, đấy là một cách. Cách thứ hai là gì ạ? Ở dưới này người ta đặt vào đây là cái gì ạ? Một cái bảng thép hàn lộ ra ngoài. Trên tấm mái này là cũng có những cái bảng thép hàn lộ ra ngoài, đặt vào thì làm sao hàn lại, đúng không? Tấm tường như vậy đấy, nó gần giống cái đoạn này này, đây này đấy, đúng không? Cái bảng thép của nó giống như cái số 3 này này, anh hình dung được chưa? Người ta chôn sẵn vào đây này, ok chưa nhá? Đó. Thì tất cả những cái hàn đấy thì các bạn ta coi đấy là cố định tạm thôi. Bởi thưa các em, trong cái đồ án của các em ấy, các bạn đang vẽ cái chân nó choi choi ra thế này đúng không ạ? Mà khi hai cái chân nó choi ra đặt lên nhau thì sao? Sau này bạn phải đổ bê tông bù vào đây này. Thì nó mới là cố định vĩnh viễn chứ. Đúng chưa? Đấy. Những chi tiết là chi tiết rất nhỏ nhé, các bạn nhìn đây này. Giữa những cái chỗ này của người ta có vữa bê tông này này. Đấy, tất cả những chỗ này có vữa bê tông này. Nó đổ đồng thời với lúc người ta đổ cái lớp bê tông chống thấm đây này, rồi cái lớp bê tông tạo độ dốc ở đây này. Được chưa? Thế thì bao nhiêu lớp vữa bê tông chỗ này thật ra là do thằng kiến trúc nó quy định. Cái đồ án tổ chức của anh cũng thế. Nhé, đề bài cho các bạn bao nhiêu lớp như thế này thôi, nhưng thực chất bạn phải hiểu sau này này là thằng kiến trúc nó quy định. Được không ạ? Nhé, chứ còn thi công của mình ấy, công nhanh nhất công chỉ thích lập tôn mới bắn cho nó nhanh. Đấy, nhá. Thi công lười lắm, được chưa? Rồi. Lắp tấm mái cũng tương tự như vậy nhá. Còn chuẩn bị cái này không nhắc lại nữa nhá. Đọc tài liệu thì ghi là tự biết nhá. Đây. Đây trường hợp đây nó gọi là chùm dây cẩu mà có thêm cái đòn gánh tự cân đối đây. Đấy, đây nói với các bạn đây gọi là cái đòn gánh tự cân đối này. Các bạn dùng cái xích vào đây này. Đấy, đây có cái đòn gánh đi này. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, hai cái cáp này, một dây xích này. Đấy, tự cân đối này, tự cân bằng nó như nhau nhá. Dùng từ để viết, được chưa? Còn cái này dùng cái quay treo tự cân bằng đây. Đấy. Rất nhiều cách, đúng không? Đó. Đây, cái loại này cũng rất hay đây. Có móc đỡ rất hay đây, đúng không? Móc đỡ rất hay đây. Rồi. Cẩu tấm ba panel tường, cái này thường là tấm tường nhá, người ta dùng cái này trong phần bearing nhỉ. Phần này là phần lắp dựng cột thì tấm tường các bạn nhỉ. Rồi đây, thế thì mặt bằng thi công này trong quá trình lắp ghép này đấy, thì một trong những cái bài toán mà các bạn phải xử lý nó hơi liên quan đến phần tổ chức một chút, đó là canh tập kết cái tấm panel mái ở đâu, đúng không? Vì sao canh làm đồ án thì thầy cứ lấy cái đồ án các bạn ra là cái nó trực quan nhất cho các em. Các bạn rất không để ý đến cái việc là tập kết tấm panel mái, tập kết tấm panel tường ở đâu. Các bạn vẽ cho có thôi, vẽ đặt vào thôi, nhưng các bạn có đếm cái số lượng panel mái các bạn đang có thực tế không? Sau mỗi cái chồng vật tư đấy, các bạn có đếm lại xem là bao nhiêu tấm panel tường, bao nhiêu tấm panel mái không? Có đếm không ạ? Công làm đồ án không có đếm không? Đấy. Không Tôi ạ. hỏi các bạn. Hay, kiểm tra đi, bảo bây anh đếm cho tôi xem trên là dựa cái bước này của anh này, trên hai cái dàn nó có bao nhiêu tấm panel này, xong anh đếm ngược lại ở tôi ở dưới, anh xếp mỗi đống panel đấy mấy cái panel anh nhân cho tôi đấy, cuối cùng nhân ra tổng số panel khớp nhau đâu, anh bố trí thế là toang rồi. Bởi vì bạn đã làm sai như vậy, sau này ra ngoài thợ người ta sẽ có cái khối lượng thực tế, người ta sẽ làm theo ý người ta, và về kiểm soát chất lượng như thế là các bạn hỏng, đúng không?
Đấy. Là các bạn ra công trường các bạn không biết nhìn gì là vì vậy. Đấy là cái chúng ta cần nhìn. Nhé. Được chưa? Nhìn hình dáng của vật tư vật liệu trong đầu bắt đầu nghĩ ra cách tập kết. Có tập kết rồi tìm vị trí tập kết. Có vị trí tập kết rồi cái vị trí đấy có đảm bảo khối lượng, đảm bảo số lượng cho chúng ta không? Các cái bước logic nó phát triển ra rất rõ ràng. Đúng không ạ? Đặt ngang tấm panel mái mà không đủ, liệu có nghĩ phương án là xoay đứng nó lên không? Xoay đứng nó lên nó cần cái giá chữ A để hỗ trợ không? Cần thêm giá chữ A rồi thì lấy giá chữ A đấy ở đâu? Tự chế tự gia công, bãi gia công ở đâu? Đấy, cái mặt bằng bắt đầu nó hình thành. Đúng chưa? Và tất cả cái đấy trong đầu ông kỹ sư ông nghĩ chỉ tích tắc thôi. Bạn làm được thế sau này bạn sẽ chỉ huy được người khác. Đúng không? Một cái sợ nhất thưa các em là cái này tôi đã từng gặp rồi. Sinh viên mới ra trường bảo bây giờ em ra em xem thợ làm cái đoạn kỹ thuật được. Quay về bảo thợ làm nào em, người ta làm này chắc sao em không điều chỉnh, kệ người ta chứ anh vẫn làm được mà. Đấy, câu đấy là cái câu trừ lương đấy, câu đấy là cái câu anh không khá nên không thay đổi được đấy. Thế nếu mà cần anh chỉ nói như thế thì tôi lắp bén cái camera luôn. Và camera nó còn theo dõi 24 trên 7, còn các ông ăn có 8 tiếng là lăn ra ngủ. Đúng không? Người ta cần các anh ở chỗ là anh có cái nhìn, cái đánh giá của chính bản thân mình và anh đưa ra quyết định anh xử lý ngay. Chứ còn chờ anh về báo cáo nữa thì sự đã rồi thì còn làm ăn gì. Đúng không? Đấy, các bạn lưu ý cái vấn đề này giúp tôi nhé. Rồi, cái việc trình tự lắp này, lắp tấm sàn, tấm panel mái này. Xin lỗi em, trình tự lắp tấm panel mái thì nghĩa nói là gì? Nếu mái không có cửa trời, nhà một khẩu độ đúng không thì cho phép lắp từ đầu này sang đầu kia của mái, rồi cái này vừa nói xong thì nếu như nhiều khẩu độ đúng không ạ thì lắp các tấm vào đầu mái mà đã xong trước tiên dẫn ra cái đầu tự do, cái đầu nào mà đã cố định đã rằng chắc chắn đấy thì lắp ở vị đấy, vị trí đấy trước, đúng chưa, cái đầu nào mà đang làm dở đang thi công dở ấy hoặc là ít rằng hơn ấy chạy dần ra phía đấy được không, sau này dọc nhà ngang nhà cũng ảnh hưởng đến cái trình tự lắp đấy. Nếu có cửa trời đây, đồ án của anh đây đúng không, thì lắp từ một đầu mái đến cửa trời, còn trên cửa trời thì cho phép làm sao trải dần theo một phía bất kỳ. Thế thì thông thường trong đồ án của các anh thì các bạn làm sao, thì chỗ nào nó xa cần trục thì các bạn lắp trước đúng chưa, bởi vì nếu anh lắp những cái ở gần cần trục trước anh lại lắp ra xa sau thì cái thằng ở gần nó sẽ thành cái vật cản, sẽ thành cái cản tầm nhìn đúng chưa, bao giờ cũng có lắp giật gần về phía mình nhé, lưu ý thế. Rồi hàn các tấm mái bằng các chi tiết chôn sẵn trên thanh đánh thượng của dàn được không nhé, rồi và răng khóa các tấm mái tại các góc, khóa lại đúng không, khóa thì nó sẽ có những cái dụng cụ chuyên dụng nhé, cái này thì tùy vào công nghệ chế tạo từng cái loại tấm sàn đấy được không, thì cái này trong đồ án thi công không đề cập đến. Được chưa? Các bạn sau này các bạn khi nhập vật tư về thì nó sẽ có cái chi tiết đi kèm đấy, mở catalog ra thấy ngay. Cuối cùng là diện chèn mạch vữa vào, à, xin lỗi em, chèn vữa vào các mạch thở giữa các tấm nhá. Rồi còn đối với tấm tường bê tông cốt thép thì người ta phân ra thành tường trong và tường ngoài, trong đó tường trong thì chủ yếu là bằng các cái chốt hàn mắt bu lông vữa để liên kết với khung, còn cái tường ngoài ấy, nhá, thì người ta sẽ sử dụng là cái miếng hàn một cái bản thép nhà hàn bóng lông được chưa, đây cũng tương tự đây chuẩn bị tim tường này bằng cái phần này chuẩn bị này thì giống như các phần tấm panel trước nhá, cho các bạn xem một số cái hình này đây, đây công nghệ mới thì tôi cứ cập nhật lại thì các bạn nhìn tập kết này đúng không, nguyên lý của tập kết là gì bây giờ có ai còn nhớ không, tập kết ở trạng thái gần với trạng thái làm việc đúng không, cái tấm tường nó đứng hay nằm, đứng đây bạn nhìn này, người ta đặt ở này gần như đứng này và người ta có cái anh kê ở dưới đây đúng không đấy nhá, thế sau đó thì sao, à đây bãi tập kết tạm này, đến quá trình cổ lắp thì tôi muốn là tập kết gần vào vị trí lắp dựng đúng chưa, đấy thì mới tối ưu hóa năng suất của phần trục được đấy, kiểm tra đây tất cả đây, còn nếu không thì bạn phải đưa một cái hệ khung hệ giá đấy, bạn nhìn theo đây, đây quá trình lắp dựng này đấy, lưu ý nhá, lưu ý cái hình này nhá, chụp lại cái hình này cũng được, các bạn có thể chụp lại cái hình này được nhá, nhìn thấy không, người ta giằng này để gia cường cho cái tấm tường này. Đấy, lắp tấm tường mà cứ có sẵn cái ô cửa này không gia cường nên đưa lên nó cong nó nát ngay, nhìn rõ chưa đấy nhá, cái mặt bằng này ở đây thằng này nó răng bằng cái răng ngang này cũng rất hay này.
Đối với các tấm tường ngoài thì các bạn lắp nó dọc theo các trụ cột. Đối với các tấm tường trong thì việc lắp đặt phải tùy thuộc vào mặt bằng nhà, tùy thuộc vào không gian, đúng chưa? Nhưng tuy nhiên người ta nói rằng là gì ạ? Cố gắng tạo thành cái khối hộp chữ nhật. Và khi bạn có cái khối hộp chữ nhật này rồi, bạn gác cái tấm panel sàn các bạn nói ở trên, nó sẽ khóa cứng cái khối này của các bạn. Đó, lưu ý nhá. Rồi tí nữa nó sẽ đến cái việc phát triển ở tấm tường như nào. Phương pháp tổ lắp thì là phương pháp nâng bổng. Được chưa? Thế thì trong quá trình nâng bổng thì buộc ta phải để sẵn đây, bạn nhìn đây có những cái móc treo đây, người ta sẽ đặt sẵn nhé. Rồi, đây đây là một số cái phương pháp hàn đây, bạn nhìn đây, người ta sẽ đổ cái cữ ở dưới trước, nhìn tôi này, đấy, đổ cái cữ ở dưới trước. Cữ này thì có thể là gì ạ? Bạn đặt cái khung định vị hoặc bằng thép chờ trong quá trình thi công móng. Đấy, tường đặt vào đúng không? Cái tấm tường đầu tiên bao giờ người ta cũng tiến hành rằng đấy, dàn xiên lại, dàn xiên lại. Sau đó người ta phát triển cái tấm tường vuông góc này, nhìn thấy ạ, tấm 1 này. Đây, nhìn ở dưới này. Tấm 1 này. Đúng không? Tấm 2 này. Nó thành cái khối vuông góc chưa? Phát triển tấm 3 dài ra, đưa tấm 4 vào. Đấy, bắt đầu thành cái khối hộp. Được chưa? À ông nào bảo em chưa hình dung được gì? Nhà các ông, nhà ông nào chẳng có bộ 52 cây đúng không? 52 tấm lắp ghép đấy. 52 tấm tường đấy. Đúng không ạ? Lấy ra xếp xem, xếp xếp thành hình hộp này đây. Thì các ông xếp thế nào? Các bạn có xếp cái tấm nó chạy dài như này không? Chắc chắn không đúng không? Anh phải đưa thành những khối như này, khóa nó lại đã. Rồi phát triển dần ra. Đúng không? Khóa nó lại. Đấy. Nhá. Buổi chiều ngồi 52 cây nhưng đừng xòe quạt. Được không? Lấy ra thử lắp dựng thành một cái khối nào đấy đi. Có thể dùng răng ngang, có thể dùng xiên đây, mà quan trọng nhất của cái tấm tường ấy các anh lưu ý này, cái này là cái công tứ đời quên, kể cả trong công thiết kế ván khuôn vách, tấm khóa góc đấy, cái khóa góc này nó vô cùng quan trọng, cái này cái tạo độ cứng này này đấy nhá, rất lưu ý. Để chờ đây còn gì đây đấy, để nó phát triển lên chưa, đúng không? Đây cũng là một dạng đây, vừa là an toàn, là căn an toàn đây đúng không? Xong sau đấy làm sao ạ? À, nó sẽ là cái chỗ mà người ta giằng cái tấm tường vào đây. Đây không phải xây gạch nhá, đây là tấm tường đấy. Nhưng tấm tường này tính thẩm mỹ nó cao. Các bạn nhìn này, trong quá trình khẩu lắp này, đối với vị trí ô cửa này, phải tiến hành này. Đặt cái giằng vào. Vai trò của nó giống hệt như cái lúc các bạn học cái bài gia cường kết cấu thép đấy. Đúng không? Thế đây là gia cường trong mặt phẳng hay ngoài mặt phẳng nào? Đặt chéo chéo này Trong là mặt nó gia phẳng cường ạ. trong ở ngoài nhá. Riêng cái thằng đặt chéo này thì nó gia cường cả trong ở ngoài. Nhưng nếu như anh tập kết đây, nếu như trong quá trình tập kết anh để cái tấm tường này nó đứng như thế này này. Đấy mà anh chỉ cầu lên thôi. Thì rõ ràng là cái phần ngoài mặt phẳng không cần phải gia cường nữa. Đúng không? Nó chỉ có tác dụng làm việc là trong mặt phẳng thôi. Đấy. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? Răng rất kỹ đúng không? Đây, vị trí này là vị trí gì có biết không ạ? Cái móc cổ đấy. Đây, còn nếu sau này mà liên kết mà cần gác xà gồ nữa thì đây. Đây. Để ta liên kết vào. Rồi. Như vậy đối với các cái tấm như là tấm panel sàn, panel mái thì đấy các bạn có hai cách, một là các bạn trình bày theo quy trình kỹ thuật như thầy vừa nói đúng không? Hai là các bạn thể hiện ra thành 5 bước. Đúng không? Nhưng mà các bạn có thể ghép nó lại cũng tùy nhá, không bắt buộc. Trình bày làm sao mà mình cảm thấy mình dễ hiểu nhất. Tất cả những cái thầy dạy các em nó chỉ là sự gợi ý. Sau này tùy vào từng điều kiện thực tế thì các bạn sẽ có những cái tài liệu rõ ràng hơn. Và quan trọng nhất của môn này các bạn học kỹ cho tôi chương 2 3 4. Vì nó sẽ cho các bạn à chương 5 nữa đúng không? Chúng ta còn có chương 5 đúng không? Chương 2 3 4 thì đã đủ để chém gió hết rồi. Đó, thì chúng ta còn một cái chương cuối. À, nghỉ giải lao mấy phút nhá, xong vào thì hà nốt cái chương cuối. Được chưa? Vâng ạ. Ok, rồi mời các bạn nghỉ giải lao mấy phút ạ.